quay trở lại với bạn, câu hỏi của bạn Nguyễn Công, tiến tới hôn nhân rồi hay không thì các bạn không nên hỏi mình hay là hỏi, các bạn chỉ nên tham khảo đúng một người thôi, đấy chính là bố mẹ các bạn, cả hai bên. Cưới nhau nó không phải là chuyện của bạn tao nghĩ là, hay là mày nghĩ là, hay là như thế nào các bạn. Nó là câu chuyện của hai người mà chỉ có hai người quyết được với nhau thôi. Cái này là mình nói thật, cái này là mình. Bất kỳ một cuộc hôn nhân nào có sự tham gia của một người khác ngoài ba bên, đấy là bố mẹ, mình và người mình muốn lấy, đều đéo thể nào hạnh phúc được. Bởi vì đúng sau khoảnh khắc hai gia đình đứng dậy và nói rằng là ok, con cháu chúng tôi sẽ gọi là cái gì đấy, cái gì đấy, cái gì đấy, đúng không ạ? Thì sau giây phút đấy các bạn, cuộc sống của bạn sẽ rất khác. Các bạn tin mình đi, nó sẽ là không bao giờ sẽ quay trở lại cái mà các bạn biết về cái cuộc sống này nữa. Các bạn hình dung không? Anh Piu ơi, em dính thính rồi, làm sao đây anh? Thôi ôi, yêu thôi, tại sao mọi người cứ sợ ngại yêu? Cái thứ nhất, yêu đi các bạn. Cuộc sống yêu đi các bạn. Nhưng đừng chỉ có yêu, hãy yêu và trải nghiệm của cũng chỉ có yêu rồi. Tại sao nhỉ, mọi người cứ ngại. Yêu, học, làm, tuổi trẻ là để trải qua ba thứ ấy. Ba thứ ấy là ba thứ tuyệt vời nhất mà các bạn sẽ có sau khi các bạn nhận ra là hết tuổi trẻ, éo còn nữa. Anh không tha thứ cho bạn thân mình vì đánh mất em. Bài này là bài anh không tha thứ các bạn ạ. Mình nghe chủ yếu là nó nghe nó tếu, mình nghe nhạc, cái bài nào tếu tếu mình nghe. Kata tầm này ra như này có khi là mình lên level luôn, để đánh chuỗi thắng level 6 luôn, để có tỷ lệ ra được kata nhiều hơn này. Kata này, kata 3 tiền nó đang là 2%, nếu mình lên level 6 là được thành 25 đúng không? 25%. Và giữ chuỗi thắng. Tầm này là vừa là chiến tướng đó các bạn hiểu không? Chiến tướng là mình thắng rất là nhiều, đang cộng rất là nhiều máu, có việc mình vào mình bắp giáp, có phải u hồn nữa. Mình nghĩ là mình có thể chuỗi thắng được khoảng 5 trận nữa, hoàn toàn có thể được. Trust me my man, người Việt Nam nói được, làm được. Rồi con này nó sẽ một vụt của nó là 300 dam, con này xoay 1300 dam, tầm này là giết hết các bạn ạ. Mình đã tự tin đánh đến thế này nó là có lý do của nó rồi các bạn ơi. Mình nói thật với các bạn luôn, chết rồi, mình thua ở đây rồi. Thua đấy chắc luôn rồi. Không biết nhau không biếu biếu. Cái gì đây? Cái gì đây? Excuse me luôn đấy chứ không phải là ngoại đại thật. Các bạn hiểu không? Là đến đây là mình thánh thần vẫn chỉ là để, vẫn chỉ là để như thế thôi, chứ nó không phải là để lên cấp hay một cái gì cả, bởi vì mình đang tận dụng cái gì mạnh nhất thôi. Hai con chiến tướng nó không cho được vào các bạn ạ. Bỏ con nào đi ở đấy cũng được, bỏ nếu mà bây giờ bán con này, thật ra mình muốn bán con này đi thế mới. Mà thôi, đợi trên 50 tiền thì các bạn, mình vẫn đang khỏe với con này. Xoay chỗ này ngon này, nếu mà xoay được. Chỉ là nếu mà xoay được thôi, nếu mà không xoay được thì well, các bạn cũng biết được kết cục của nó ở đây. Rồi ok, xoay được rồi. Cái giả đằng trước cứ chịu được tanh mà, ôi tiếc thế. Thôi không sao, cũng được, cũng được. Âu cũng là cố gắng lắm rồi. Đến đây Âu cũng là cố gắng lắm rồi, các bạn ơi, bị phá vào đấy thì cũng chịu rồi. Hơi tiếc đấy. Quả xoay được, bị thiếu một đồ để không bị tuôn đấy các bạn. Các bạn nghĩ sao nếu mà làm tí kiểu bí ẩn các thứ vào cho nó sâu sắc hơn xíu nhỉ? Ví dụ như thế này đi chẳng hạn đi, thì có ok hơn không? Thôi được rồi, vẫn bị tiếc tiếc ấy. Vẫn bị tiếc tiếc một tí kiểu u hồn, u hiếc. Chắc phải lên level quá, thiếu một Jilin vào mới được. Mình có thể lên level được các bạn ạ, mình có thể lên level, kata nó sẽ rơi ra nhiều hơn. Garen tầm này chắc chắn là không thể nào mà lên được ấy à. Không thể nào lên được 3 rồi bán luôn thì các bạn. Dồn đồ kata, làm sao đấy để kata sống được. Và kata sao để skill, đấy là mục tiêu. Mục tiêu là như vậy thôi. Ui không ra đồ này. Oh no. No no no, không ra đồ này. Zumi lên 2 rồi. Ok. Lên level này, cho con này vào này. Con này này, mất một tí đem sát thủ nhưng mà sẽ được, toàn bộ đội sẽ được ấy mà. Con này này, u hồn nhỉ? Hả, u hồn không? Không vấn đề đâu, bạn tin mình. Kata này. Kata tiếp này. Kata tiếp này. Kata tiếp này. Kata tiếp này. This big brain time. Anh ơi, vì sao con trai có người yêu rồi, tại sao còn thân mật với những người phụ nữ khác? Có thể là họ chưa
cảm giác là thân mật đến đâu nhỉ? Mình chưa hiểu được cái thân mật, thân mật đến đâu nhỉ? Thân mật đến tầm nào bạn nhỉ? Thân mật kiểu I love you chill chill hay là kiểu, hay là kiểu đi vào nhà nghỉ khách sạn kiểu phang nhau, hay là chỉ là một nụ cười trao nhau trong khi mà hai ánh mắt kiểu lướt qua nhau, hiểu không? Xong rồi kiểu nghĩ rằng là nó sẽ là như thế, thật ra đéo phải, kiểu vậy các bạn. Nó có nhiều, nó có nhiều cái thân mật các bạn. Thì tùy, còn cái này là tùy cặp đôi các bạn. Có cặp đôi sẽ cảm thấy là như thế là không tôn trọng, anh không nên như thế, như thế là anh không tôn trọng tôi, anh đã làm cái điều mà tôi không thể chấp nhận được. Đúng không? Anh quá là hờn dỗi, anh quá là no fuck you my bitch các thứ. Hay là ok, khi mà nhìn vào một câu chuyện nào đó mình phải nhìn rất là nhiều khía cạnh tổng thể của nhiều hài hòa, nhiều thứ, chứ không phải là chỉ là à câu chuyện như thế, bởi vì một câu chuyện còn phải xét đi xét lại, xét tới xét lui, còn phải nhìn ngắm. Ui dồi ôi, gặt cỏ đêm khuya, gặt cỏ đêm khuya các má ơi, gặt cỏ đêm khuya các má ơi. 3.900 đam, làm cái nhẹ, làm cái nhẹ các bạn ơi. Tôi nói các bạn biết là 4.000 đam xoay, cản con kata này của tôi hộ phát, cản con kata này của tôi hộ phát các bạn, cản hộ. Nó xoay nó gặt đầu hết chỗ này. Come on, cho được skill đi nào. 3.900. Ui no, hay quả hồi máu. Ui quả hồi máu đẳng cấp. Ui quả hồi máu, hai con 3 sao gánh rồi. 3.900 đam, con này hết 15.000 đam của con này. Ôi giận, ôi chết rồi. Ui ôi, 15.000 đam các bạn ơi. Sorry, so sorry my baby. 15.000 đam từ Kata, cản hộ, cản hộ, giây phút này thì cản hộ các bạn ơi, cản hộ. Bài tiên phong này gắt quá. Ui gặt quả này đẹp lắm này, thề chỉ là không biết là mình có được ra skill hay không rồi, chứ còn mình hứa với các bạn luôn. Được rồi các bạn ơi, được rồi. Ui ôi ôi, con này nó xoay thì ui ôi ôi, động vào con này nó, ơ kìa, nó cứ bị êm nhỉ. Sổ ôi, nó xoay, nó gặt tôi thì không kịp nhìn luôn. Sao cản được nữa, sao cản được nữa các bạn, sao cản được nữa, không thể cản phá. Các bạn biết thế trận không, đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi các bạn ơi, đây rồi. Rồi ok, tiếp tục. Kata, thể hiện Kata. Thấy ui ôi ôi, nó không thể đẹp hơn được nữa rồi các bạn ơi, cái này làm clip cái lẽ. Trời ơi, ngồi tư vấn tình cảm xong thì mà cũng em hết. Hỏi hộ cho em thôi mà. Như nào, như nào? Đâu, câu chuyện là như thế nào? Câu chuyện là như thế nào? Thân nhau như là người yêu xong sao nữa? Top 2 là thằng nào? Top 2 là thằng này. Chúc bạn like vui vẻ, nhiều top 1 nha. Cảm ơn Phan Nhẫn nha, thank you. Cảm ơn Phan Nhẫn rất là nhiều. Love you and thank you. Love gì? Love you. Love gì? Love. Lớp gì? Lớp, lớp gì? Lớp you. Lắp vào con này cái cho nó thêm máu, cái cho nó nhanh có mana các bạn ơi. Không 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 bảo kê được Zilin tầm này đâu các bạn. Zilin này nó chết là nó chết rồi, chứ không có ai bảo kê được nó cả. Ui giời ơi. Phải cho em mà là con em cùng chỗ làm. Hỏi đi, trọng yêu, cảm ơn. Thank you.